Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên sẽ giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, ngày càng nhiều người dân tích cực chủ động luyện tập thể dục thể thao và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh. Vậy những môn thể thao nào được người dân yêu thích lựa chọn trong thời điểm này? Và họ thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng khi tập thể dục như thế nào? Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh đến quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hiện nay, các trung tâm, câu lạc bộ, phòng tập thể dục thể thao như phòng tập gym, aerobic, yoga đều tạm dừng hoạt động để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Nhiều người dân đã chuyển sang tập luyện thể dục thể thao tại nhà hay tại những nơi thoáng mát, ít người. Với chị Phan Huyền Chi ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, luyện tập thể dục thể thao tại nhà là việc làm không thể thiếu mỗi ngày. Trước đây, sau giờ làm việc, chị Huyền Chi thường đến câu lạc bộ để tập nhảy Rumba, thì thời điểm này, chị lựa chọn tập nhảy tại nhà để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thỏa niềm đam mê và hơn hết là đảm bảo an toàn cho bản thân. Vui hơn nữa, khi cô con gái nhỏ của chị Huyền Chi cũng thường xuyên tập luyện cùng mẹ. Bên cạnh việc tự tập theo các clip trên YouTube, mạng xã hội, chị Huyền Chi cũng lựa chọn cho mình một khóa học nhảy Rumba online vào 20 giờ 30 phút hàng ngày. Với các lớp học như thế này, chị có cơ hội lựa chọn huấn luyện viên mà mình yêu thích để có được sự hướng dẫn và những bài tập tốt nhất. Cái việc mà chọn cho mình một cái bộ môn yêu thích để tập luyện thì nó là cái điều mà nên làm với cả tất cả mọi người ở tất cả lứa tuổi. Thế nhưng mà trong cái mùa dịch này thì cái việc mà tập thể dục để nâng cao sức khỏe thì em nghĩ nó lại càng là một cái điều nên làm hơn, sẽ làm cho mình cảm thấy kiểu vui vẻ, yêu đời hơn, sẽ bớt lo lắng hơn về vấn đề dịch bệnh ở ngoài kia. Nhất là em bé nhà em thì ở lớp mẫu giáo thì đợt này là vẫn đang được nghỉ học. Thế là bé thì nói chung cái việc ở nhà thì xem điện thoại, iPad hay các thứ là không phụ huynh nào mong muốn, nên là cái việc tập như này không chỉ gắn kết tình cảm mẹ con hơn mà còn giúp cho con thoát ra khỏi điện thoại và thay vào đó là vận động để vẫn có thể đảm bảo sức khỏe để chuẩn bị cho kỳ học sắp tới. Việc tập luyện thể dục cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cho gia đình bà Văn Thị Liên ở đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai. Không được đến nhà văn hóa tập luyện cùng các thành viên trong câu lạc bộ dưỡng sinh như trước, bà Liên đã bố trí riêng một phòng trong nhà thành phòng tập. Các buổi sáng và chiều hàng ngày, gia đình bà cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh tại đây. Để tránh nhàm chán trong tập luyện, bà Liên đã mua thêm một số thiết bị tập luyện thể dục thể thao phù hợp, tiện lợi cho cả gia đình. Tất nhiên là đi tập thì nó vui, đông chị em, đông bạn bè, thế vừa giao lưu vừa vui và có cái khí thế tập nó mạnh mẽ hơn, thế mà nó được cảm thấy hứng thú. Thế từ khi mà có dịch thì chúng tôi phổ biến là các chị em phải giãn cách tập ở nhà. Thế cố gắng tập luyện làm sao mà duy trì đều đặn để nâng cao sức khỏe và có những cái sức đề kháng tốt. Cơ thể nó nhanh nhẹn, hoạt bát và nó không có trì trệ và nó không ốm đau và không sợ bệnh tật, không sợ dịch bệnh gì cả. Gia đình nhà tôi thì có hai ông bà, thế ngày nào cũng duy trì tập, buổi sáng là tập khoảng một tiếng, thế và buổi chiều cũng phải tập cũng một tiếng. Thế luôn luôn là duy trì, không có bỏ ngày nào cả, không nghỉ ngày nào. Cùng với tập luyện thể thao tại nhà, nhiều người dân lại lựa chọn chạy bộ tại những nơi vắng người. Mỗi ngày, anh Hà Văn Cương ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đều dành ít nhất 1 giờ đồng hồ để chạy bộ. Đồi Nhạc Sơn, một số cung đường ở Cốc San, Đồng Tuyển, Bát Sát, nơi có không khí trong lành, thoáng đãng là những địa điểm mà anh yêu thích. Trong quá trình tập luyện, anh luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Theo anh Cương, chạy bộ là môn thể thao đơn giản, dễ tập, không phải đầu tư chi phí về sân bãi, dụng cụ tập luyện như một số môn thể thao khác. Đây cũng là môn thể thao rất có lợi ích cho sức khỏe, giúp kiểm soát cân nặng, ổn định tim mạch, giảm căng thẳng và rèn luyện tính kiên trì bền bỉ. Trong cái thời điểm dịch bệnh như này thì bản thân mình cảm thấy là sức khỏe vô cùng quan trọng, mình chú trọng sức khỏe của mình hơn. Trước khi dịch bệnh thì mọi người là hay tụ tập với nhau để đi đạp xe hoặc là để đi chạy bộ, mọi người là chơi thể thao cùng với nhau.
Nhưng mà từ những cái thời gian là chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của chính phủ thì là hạn chế tiếp xúc đông người, nên là mình sẽ là đi cá nhân, đi một hoặc hai người ấy, và hạn chế tiếp xúc tối đa nhất có thể. Sau cái quá trình tập luyện thì bản thân thấy là rất là sảng khoái và cảm thấy mình yêu đời hơn. Thời điểm này, một số người dân lựa chọn khu vực quảng trường tỉnh để tập luyện. Đến đây vào các buổi sáng hay chiều tối rất dễ bắt gặp hình ảnh người dân tập luyện sức khỏe với các môn thể thao như đạp xe, đi bộ, đá cầu. Đa số người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tập luyện thể dục thể thao ở nơi công cộng. Vì nhà thành phố nên là không có không gian để cho các cháu chơi ấy, để thể dục, nên là tăng cường sức khỏe ấy. Nên là mình buổi chiều những cái thời gian mà khung giờ mà buổi chiều là mà người ít đi lại thì mình cho các cháu đạp xe ở ngoài đường, đạp xe ở trên cái chỗ cung quảng trường này cho nó, thứ nhất là nó vắng người, thứ hai là nó không mọi người, thì thực ra là những người cũng khuyến khích các cháu là đi tránh xa những chỗ đông người ấy, với cả những chỗ nơi mà không có người đeo khẩu trang, không được bỏ khẩu trang xuống, nên các cháu cũng chấp hành rất là nghiêm chỉnh, nên là cũng khuyến khích các cháu đi tập thể dục buổi chiều. Tập luyện thể dục thể thao không những nâng cao sức khỏe mà còn mang lại sự thoải mái về tinh thần, giảm stress, giúp con người trở nên lạc quan và tự tin hơn. Thể dục mang lại cho cuộc sống một vòng tuần hoàn lợi ích gồm sinh học, xã hội, tâm lý. Vì vậy, việc dành thời gian tập luyện theo một chế độ và phương pháp phù hợp với sức khỏe và tuổi tác là việc làm hết sức cần thiết. Khi mà mình học với máy tính cả ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là mỏi mắt và cũng rất khá là mệt mỏi, đau đầu. Thì với việc mà tập luyện và thể dục như thế này thì chúng ta sẽ có thêm năng lượng để cho chúng ta học tập và làm việc tốt hơn. Thì theo cháu thì khi mà chúng ta đi bộ trên đồi như này thì thứ nhất là không khí nó rất là mát mẻ, trong lành và cũng không quá nhiều người đi bộ trên này. Và cháu cũng chấp hành đúng các luật lệ nhất có thể, ví dụ như là đeo khẩu trang trong khi đi bộ. Theo em thì tập trong cái thời gian này nó rèn luyện sức khỏe và nó cũng tăng lên cái tinh thần, kiểu rèn luyện tinh thần. Em thì không đi tụ tập đông người và em luôn đeo khẩu trang. Việc mỗi người lựa chọn một hình thức môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện, thích ứng trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, chứng tỏ nhận thức của người dân về rèn luyện thân thể, sức khỏe đã được nâng cao. Mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình và tích cực tham gia phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời đưa phong trào thể thao quần chúng phát triển. Ngoài những nội dung là 5K để phòng tránh dịch, thì cái việc là ăn uống, chế độ và đặc biệt là vấn đề rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân phòng chống dịch thì cũng là một trong những cái nội dung là rất là cần thiết. Người dân nên tập thể dục thể thao ở trong nhà, đấy, hoặc sân, hoặc là đi bộ cầu thang, đấy, rồi là tập theo những bài tập Olympic hoặc là bài tập yoga ở nhà thì không tập trung đông người. Thế ngoài lại ra thì hiện nay chúng ta chưa phải là giãn cách thì chúng ta vẫn có thể là tập luyện thể dục thể thao buổi sáng, buổi chiều và tránh những cái nội dung mà tụ tập đông người. Sở cũng đã chỉ đạo đối với lại trung tâm huấn luyện về thể thao hướng dẫn cho một số những bài tập thể dục thể thao cho các cái lứa tuổi như người già, thanh niên, người trẻ để chung tay này phòng chống dịch để đem lại sức khỏe, cũng như là chỉ đạo cái phòng phong trào cơ sở tiếp tục xuống các cái địa phương, các câu lạc bộ để hướng dẫn cho các câu lạc bộ để tập luyện thể thao thế nào cho đảm bảo phòng chống dịch. Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao hàng ngày, mọi người cần ăn uống đủ chất, nâng cao thể trạng, tăng sức đề kháng cho bản thân. Đây là những việc làm đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe thể lực lẫn sức khỏe tinh thần để sớm đẩy lùi dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Văn hóa Thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.